Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử gia đình bà Nguyễn Phương Hằng, vợ thứ hai của doanh nhân Dũng Lò Vôi. Bà Nguyễn Phương Hằng sinh vào ngày 26 tháng 1 năm 1971, bà là vợ của đại gia Huỳnh Uy Dũng, có biệt danh là Dũng Lò Vôi. Bà được xem là một con người có khả năng kinh doanh nổi trội, bà đã góp phần gây dựng và phát triển công ty cổ phần Đại Nam. Bà Nguyễn Phương Hằng có tên cũ là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, là người rất nổi tiếng trong giới doanh nhân. Bà là Việt Kiều Canada hay còn được biết tới với biệt danh Hằng Canada. Bà sang Canada từ năm 16 tuổi, lấy chồng người Trung Quốc và đã có một con trai. Chồng của bà Hằng chết trong một vụ tai nạn, để lại tài sản trị giá 18 triệu đô la Mỹ. Mẹ chồng của bà Hằng là một người Hoa, muốn bà lấy người em chồng nhưng bà Hằng không chấp nhận. Một đêm, bà Hằng đang ngủ thì người em chồng với sự đồng lõa của bố mẹ xông vào cưỡng bức chị dâu. Bà Hằng đã chống cự và kêu cảnh sát tới can thiệp. Sau vụ việc đó thì bà Hằng đã thanh lý hết tài sản, gom 18 triệu đô la, đưa con về Việt Nam thành lập công ty kinh doanh bất động sản, trồng cao su và mở siêu thị thời trang. Theo lời của bà kể, bà là một nhà kinh doanh bất động sản, bắt đầu ra đời kiếm tiền từ năm 25 tuổi. Bà cũng là người gặp may mắn trên thương trường, chưa từng thất bại lần nào. Với người chồng thứ nhất thì bà có một con trai, nhưng cậu vì tuổi trẻ nên bị bạn bè xấu lôi kéo. Trong một bài viết trên Facebook cá nhân, bà Nguyễn Phương Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị CEO Công ty Cổ phần Đại Nam, công khai một sự thật đau lòng. Theo lời của bà Hằng, con trai của bà đã âm thầm chơi cá độ banh, vay tiền của bạn bè của mẹ và dính vào xã hội đen. Bà tuyên bố, nếu ai giao du với con tôi, dù dê nó cờ bạc, cho vay theo kiểu xã hội đen thì tôi sẽ mời công an vào cuộc. Với bất cứ hình thức nào thì cũng đã vi phạm luật hình sự khi cho vay nặng lãi và tổ chức cờ bạc chăn dắt con tôi. Dù một đồng thì tôi cũng sẽ không trả, tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm trước những hành vi mà con tôi gây ra bởi vì nó đã 29 tuổi. Trong dòng trạng thái trên Facebook, bà Hằng chia sẻ, con trai đang làm cho bà ở một công ty xử lý nước thải. Khi biết sự thật về con thì bà rất sốc. Tôi rất sốc khi viết những dòng này bởi vì với một người mẹ như tôi thì không để con thiếu thốn hay thua người ta một điều gì, nếu không nói là quá hạnh phúc hơn người. Nhưng cuộc đời thì quả thực khó nói, bà Hằng viết. Theo đó thì bà đã tìm hiểu và được biết con trai đã bị dẫn dắt bởi một đám cờ bạc cá độ. Khi chơi không có tiền chung thì số tiền đó được nhân lên thành 200% lãi mỗi tháng và cứ thế mà nhân lên. Tôi muốn nói một điều, tôi không bạc nhược tâm hồn và nhu nhược khi chiều chuộng con. Tôi đã nhìn thấy bao gia đình nhà tan cửa nát, vợ chồng ly tán, sống chui nhủi, trốn tránh nợ nần và làm con mồi để người ta chăn dắt. Tháng 10 năm 2006, bà Hằng kết hôn với người chồng thứ hai là ông Trần Văn Thìn. Họ có một con gái chung. Tuy nhiên, đến ngày 10 tháng 1 năm 2008, hai người đã ly hôn. Bà Hằng được trực tiếp nuôi con tài sản do hai bên tự thỏa thuận. Ông Trần Văn Thìn, sinh năm 1963, thường trú tại số 92, đường 1011, Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ngày 27 tháng 12 năm 2007, ông Thìn và bà Hằng đã thống nhất giải thể công ty Đông Nam Long và phân chia tài sản. Theo quyết định số 05 ngày 27 tháng 12 năm 2007, bà Hằng được quản lý canh tác trên diện tích 3.623.194m2 rừng cao su. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH514177, ông Trần Văn Thìn được quản lý canh tác trên diện tích 2.051.715m2 rừng cao su theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AH514176. Hai thửa đất trên do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Nam Long. Tuy nhiên, sau khi ly hôn thì ông Thìn chưa làm đầy đủ các thủ tục giải thể công ty theo quy định của pháp luật. Thậm chí, ông Thìn còn có hành vi giả chữ ký của bà Tuyền, bà Hằng để nâng vốn điều lệ công ty Nam Đông Nam Long từ 2 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng và giả chữ ký bà Hằng trong biên bản họp Hội đồng Thường vụ ngày 28 tháng 12 năm 2007 để chuyển trụ sở công ty từ thành phố Hồ Chí Minh lên tỉnh Bình Phước.
Không đồng ý với hành vi trên của ông Thìn, ngày 16 tháng 3 năm 2011, bà Hằng đã làm đơn gửi công an tỉnh Bình Phước tố cáo ông Thìn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là vườn cao su với diện tích 3.623.194m2 tại xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước mà bà đã được phân chia. Thực tế cho thấy, tại thời điểm ông Thìn và bà Hằng ly hôn thì ngôi nhà trụ sở công ty Đông Nam Long đã bị phá dỡ để xây dựng lại. Hội đồng thường vụ công ty đã họp và quyết định chuyển trụ sở về ấp Trà Là, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước để điều hành công ty tiếp tục sản xuất kinh doanh. Khi đó thì thành viên tỷ lệ góp vốn công ty không thay đổi, bà Hằng sở hữu 50%, ông Thìn 50% vốn. 3.623.194m2 rừng cao su của bà Tuyền vẫn còn nguyên vẹn. Suốt thời gian từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 3 năm 2011 không có hậu quả xảy ra. Tuy nhiên thì qua điều tra, ngày 14 tháng 7 năm 2011, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Phước ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 718/QĐ-PC45 và quyết định khởi tố bị can số 72/QĐ-PC45 đối với ông Trần Văn Thìn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 140 Bộ luật hình sự. Ngày 8 tháng 10, tháng 6 năm 2010, đám cưới giữa bà Hằng và đại gia Dũng Lò Vôi đã diễn ra. Ông Dũng là chủ sở hữu của khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến ở tỉnh Bình Dương, đồng thời là ông chủ của công ty cổ phần Đại Nam. Doanh nghiệp này sở hữu khu du lịch tâm linh Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến nổi tiếng với diện tích lên tới 450 hectare tại Bình Dương. Lễ cưới được diễn ra với quy mô hoành tráng và vô cùng xa xỉ. Ông Huỳnh Uy Dũng sinh vào ngày 26 tháng 1 năm 1961 là một doanh nhân và chính trị gia người Việt Nam. Ông là chủ sở hữu của khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, rộng trên 450 hectare ở tỉnh Bình Dương, là giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, là chủ đầu tư của các khu công nghiệp Bình Dương gồm Sóng Thần 1, 2 và 3. Ông được mệnh danh là một trong những người giàu có của Việt Nam, mặc dù chưa công bố theo các công ty kiểm toán thì khối tài sản khổng lồ của ông Dũng có thể lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng Việt Nam nếu cổ phần hóa. Ông Huỳnh Uy Dũng là nguyên đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 10 thuộc đoàn đại biểu Bình Dương. Ông từng được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam khóa 2, nhiệm kỳ 1994-1996. Ông Huỳnh Uy Dũng nguyên quán tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Chưa học hết lớp 12, ông nhập ngũ và tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam, phục vụ công tác hậu cần ở quân khu 5, rồi quân khu 7, làm nhiệm vụ tiếp tế cho bộ đội ngoài chiến trường. Nói về mối nhân duyên với ông Huỳnh Uy Dũng, bà Hằng cho biết: "Tôi không dám đòi hỏi sự công bằng bởi ai sinh ra và lớn lên cũng mưu cầu hạnh phúc. Và sự thật, ai chẳng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ như lời của một số nhà thơ đã nói. Có những người họ dùng lý trí để chí ngự và bóp chết tình cảm ấy. Nhưng cũng có người như tôi và anh Dũng dám sống thật một lần cho mình thì cái giá phải trả là điều tất nhiên. Cái giá của tình yêu đích thực đắt lắm." Còn nói về người vợ hai của mình, ông Dũng từng tâm sự: "Phải nói tôi vô cùng may mắn đã tìm thấy một tri kỷ, tri ân, một người rất thông minh và bản lĩnh. Chính là vợ tôi hiện nay Nguyễn Phương Hằng đã sát cánh cùng với tôi trong những lúc khốn cùng nhất của cuộc đời. Chính vợ tôi đã thức tỉnh tôi, khóc thay cho tôi và sắp xếp cùng với tôi tìm một lối ra trong danh dự. Vợ tôi đã làm giúp tôi ba điều mà tôi và mọi người đã từng biết về tôi phải công nhận. Điều thứ nhất, dẹp được chuyện mê tín của tôi. Điều thứ hai, khai trương Đại Nam. Nếu để đến năm 2012 thì chắc chắn Đại Nam sẽ chỉ là một đống sắt vụn trong bối cảnh tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay. Điều thứ ba, xóa hết nợ nần, sống trong thanh thản và danh dự. Trở thành CEO của công ty cổ phần Đại Nam, năm 2012, bà Hằng cùng với ông Dũng đã có một cậu bé trai có tên là Huỳnh Hằng Hữu. Trong tiệc thôi nôi cùng cậu bé, hai vợ chồng đã tuyên bố chính thức trao lại toàn bộ khối tài sản đồ sộ của mình cho cậu con trai, bao gồm khu du lịch Đại Nam, khu công nghiệp Sóng Thần 2, khu dân cư Dĩ An, khu công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3 tỉnh Bình Dương, khu dân cư Bình Phước. Ông Dũng cho biết, khi đứa con của mình đủ 18 tuổi thì ông sẽ trao toàn bộ khối tài sản này cho con. Còn hiện tại vợ chồng ông và hội đồng giám sát sẽ quản lý khối tài sản này. Ông Dũng còn lập di chúc trao để quyền thừa kế cho bé Hằng Hữu. Nhờ khối tài sản thừa kế khổng lồ đó,
cậu bé Hằng Hữu được gọi là tỷ phú nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Vào tháng 5 năm 2020, ông Dũng Lò Vôi đã gây ngạc nhiên lớn khi thông báo về việc ông sẽ rời khỏi thương trường, tập trung vào công tác thiện nguyện. Bà Hằng là vợ ông sẽ tiếp quản vị trí tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần Đại Nam. Với ông Huỳnh Uy Dũng thì hai người có một cậu bé con chung là Huỳnh Hằng Hữu, sinh vào ngày 21 tháng 9 năm 2012. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.